Tháng à, một ngày anh làm được mấy chục cân? Anh làm bình quân được 25 cân một lại. Anh đây làm cân cái tôi được luôn. Bán buổi sáng làm đi. Bán cho cả khóc mà cho nó học hơn chiếu mà. Không có cái gì. Mới đổi sang TFT thì mình về mình mới đun lại. Thank you.
Có cái gì không?